mạng xã hội mới đây xuất hiện một đoạn clip được camera hành trình ghi lại cảnh một chiếc xe ben đi ngược chiều còn cố tình đẩy ô tô con đi chục mét, khiến cho những người có mặt trên đường thời điểm đó không khỏi bức xúc. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera hành trình của ô tô lưu thông cùng thời điểm ghi lại vào khoảng 14 giờ chiều ngày 26 tháng 1 ở Thanh Hóa. Và sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip đã khiến dân mạng không ngừng tranh luận. Cụ thể, vào thời điểm đó, một chiếc xe ben khi lưu thông qua ngã tư đã cố tình đi tắt ngược chiều mà không đi theo vòng xuyến. Tại đây, chiếc xe ben đã đối đầu với ô tô con. Không những không về đúng đường của mình mà xe ben còn cố tình đâm vào đầu ô tô con đầy thách thức. Thế nhưng, tài xế ô tô con đã tỏ ra rất cứng, không chịu hồ theo cái sai của xe ben, ép xe ben phải quay về đúng đường của mình. Một lúc sau, tài xế xe ben đã phải lùi lại và đi theo vòng xuyến. Sau khi đoạn clip được đăng tải, đã thu hút được cư dân mạng, đa số đều phẫn nộ hành động của tài xế xe ben. Còn bạn, nghĩ sao về sự việc này? Hãy cùng chia sẻ ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé! Thank you.